Xin chào các bạn trẻ. Tôi là Văn Anh. Hôm nay tôi đang có mặt tại khu du lịch Côn Sơn Kiếp Bạc. Hiện tại tôi đang chinh phục bàn cờ ở Tiên với độ cao là 700 bậc, nhưng mà không biết là cao bao nhiêu. Bên đây là chị Pếm, một con pet đang đi theo tôi để chụp ảnh cho tôi. Mày thích mày chắc là con pet của bạn kia. Hôm nay bắt đầu đi từ Bắc Ninh thì gặp trời mưa. Lúc đầu cứ tưởng là mưa to nhưng mà đến đây thì trời đã thoáng mát rồi. Nay tuy là ngày nghỉ nhưng mà do trời mưa nên ở đây hơi ít khách du lịch một tí. Đường đi thì khá là đẹp. Về cơ bản thì đường ở đây cũng giống như ở bên Sóc Sơn, nhưng mà nó không dốc như bên kia. Đây thì có rất là nhiều cây thông, và đa số là cây thông. Phí vào khu du lịch này là 15.000 một người. Gửi xe thì chưa biết là bao nhiêu tiền. Leo từ sáng đến giờ thì chắc khoảng được 500 bậc rồi. Chắc chỉ còn 200 bậc nữa là đến thôi. Nếu ai đến đây rồi thì chắc là cũng không lạ gì, nhưng mà nếu như mà chưa đến đây thì hãy nên đến đây một lần, đi cho biết thôi. Cũng khá là đẹp. Cảm giác là thanh tịnh. Hãy cùng tôi. Khu dưới kia là cái giếng ngọc thì vừa xem qua rồi. Giờ hãy cùng tôi đến với cái bản cờ tiên này xem có gì đặc biệt không nhá. Nó bật quay rồi đấy. Bạn trẻ có thể đi theo không? Cực kỳ nét luôn đấy anh ạ. Ô đùa. Chắc là hướng kia. Tôi đã dẫn các bạn lên bàn cờ tiên ở đền Côn Sơn, thuộc khu du lịch Côn Sơn Kiếp Bạc, thị xã Chí Linh, Hải Dương. Vâng ạ. Có xa được không cô? Có xa được không ạ? Vâng, cháu đợi bạn cháu đã. Vâng. Cháu đang quay phim mà.